Trump, một tổng thống khó lường. Khi qua châu Âu thăm trụ sở mới của NATO, Trump nhìn những tấm sàn lát gạch và những bức tường kính sáng loáng sang trọng rồi buông một câu. Toàn là kính, 1,2 tỷ đô cơ à. Một quả bom là xong đời hết. Nó rất đẹp nhưng tôi từ chối làm việc ở đó. Dẫn lời của tờ New York Times, chẳng biết ngoại giao gì hết. Trump luôn làm người khác mất lòng vì những lời nói đụng chạm hoặc quyết định ngược lại hoàn toàn với truyền thống. Những gì Trump đã làm với di sản của người tiền nhiệm mang tính chất xóa bỏ triệt để. Về đối ngoại, ông Trump hoàn toàn thay đổi lập trường của Mỹ trong vấn đề Trung Đông. Tổng thống tiền nhiệm ông Obama tạo điều kiện cho Iran củng cố vị thế trong khu vực, không ngăn chặn việc Iran hậu thuẫn quân chính phủ Syria. Ông Obama cũng không coi trọng quan hệ với Israel, một đồng minh lâu năm của Mỹ, và thay vào đó lại ủng hộ người Palestine. Tổng thống Obama cũng làm rạn nứt quan hệ với Saudi Arabia, một quyền lực quan trọng trong khu vực. Ngay sau khi ngồi vào Nhà Trắng, Trump tăng quân số tại Iraq và Syria, trao nhiều quyền tự quyết hơn cho tướng lĩnh trên thực địa. Trump ra lệnh không kích Syria, nơi máy bay của quân chính phủ Syria xuất kích và sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào phe nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn. Trump cũng hỗ trợ người Iraq và người Kurds đánh đuổi IS ra khỏi khu vực chỉ sau vài tháng cầm quyền. Tổng thống Trump cũng tìm cách phá bỏ hiệp định hạt nhân Iran và thành công trong việc tăng cường các lệnh trừng phạt với quốc gia này. Bên cạnh đó, Trump cải thiện quan hệ với Saudi Arabia và ủng hộ nước này trong cuộc chiến chống lại phe Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Trump đặc biệt cải thiện quan hệ với Israel, chỉ thị chuyển đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv sang Jerusalem, một hành động đi ngược lại với sự ủng hộ của ông Obama với người Palestine. Trước đây, Obama cho rằng Mỹ không cần thiết phải có quân đội hùng mạnh và cắt giảm sâu chi tiêu cho lĩnh vực này. Ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ giảm 17% từ 691 tỷ USD trong năm 2009 xuống còn 580 tỷ USD trong năm 2016. Quân số giảm từ 580.000 trong năm 2012 xuống còn 490.000 trong năm 2016. Tổng thống Trump yêu cầu Quốc hội Mỹ nâng ngân sách quốc phòng đã thông qua một đạo luật ngân sách quốc phòng trị giá 700 tỷ USD, cho phép quân đội Mỹ tuyển mộ thêm 20.000 binh sĩ, mua thêm 90 chiến đấu cơ hiện đại và thêm một tàu sân bay. Các động thái trên làm cho các nước phe Cộng sản rất e ngại. Cũng củng cố mạnh cho quốc phòng nhưng Trump giảm mạnh chi phí cơ quan ngoại giao. Thời Obama, các quan chức ngoại giao được o bế nhưng Trump ngược lại đáp trả bằng cách lập tức cắt giảm 30% ngân sách Bộ Ngoại giao, một mức giảm rất lớn. Nhiều cán bộ do ông Obama bổ nhiệm đã phải từ chức hoặc bị gây áp lực để ra đi. Chính sách ngoại giao của Trump là không nói nhiều. Trump gây sự với đồng minh châu Âu, Macron nhận ra rằng việc làm bạn với ông Trump rất phức tạp. Trump tỏ ra thân thiện với Macron nhưng khi thăm Pháp, Trump nói với Macron rằng ông đang cân nhắc lại quyết định rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, rút khỏi các hiệp định về thương mại và biến đổi khí hậu. Trump công kích Thủ tướng Anh Theresa May trên Twitter sau khi bà phản đối việc ông chia sẻ dòng tweet mang hàm ý chống Hồi giáo từ một nhóm cực hữu Anh. Với phe Cộng sản, Trump chỉ trích Putin cứng rắn với Tập Cận Bình, nhạo báng con ma hạt nhân Kim Jong-un, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến tranh trên bán đảo. Lúc đầu, thế giới ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ tích cực xây dựng quan hệ thân hữu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thân thiện với Tổng thống Nga Putin, lãnh đạo hai nước mà Mỹ coi là những đe dọa địa chính trị lớn nhất. Thậm chí Tập Cận Bình còn hân hoan cho phong tỏa Tử Cấm Thành chỉ để mời tiệc tối vợ chồng Trump. Nhưng chẳng được bao lâu, Trump quay ra chỉ trích Putin, cứng rắn với Tập Cận Bình, nhạo báng con ma hạt nhân Kim Jong-un và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến tranh trên bán đảo. Ngày 6 tháng 7 năm 2018, Mỹ chính thức khai hỏa cuộc chiến kinh tế chống Trung Quốc và ngay lập tức kinh tế Trung Quốc tụt dốc. Trung Quốc từ một nền kinh tế chứng khoán vốn hóa thứ hai sau Mỹ đã rơi xuống thứ ba sau Nhật. Cán cân thương mại Mỹ thời Obama lép vế Trung Quốc, nay Trump đã làm cân bằng trở lại. Nhưng Donald Trump và các cố vấn của ông vẫn không hạ nhiệt, Nhà Trắng đang theo đuổi nhiều mục tiêu khác. Với Trump, hầu hết các lãnh đạo nước ngoài vẫn đang cố hiểu tính nết của ông ấy,
Richard Nehas, quan chức ngoại giao hàng đầu thời chính quyền George Bush, nói, đi đâu tôi cũng được yêu cầu, hãy giúp chúng tôi hiểu Trump. Trump thừa nhận việc nhậm chức đã thay đổi ông. Tôi thích làm việc theo bản năng, nhưng tôi luôn nghe thấy mọi người nói rằng việc ra quyết định rất khác biệt khi bạn ngồi phía sau bàn làm việc ở phòng bầu dục. Các cố vấn của Trump không thể hạn chế thói quen dùng Twitter của ông, dù sở thích đó đôi khi tạo ra nhiều rắc rối. Tất cả đều biết rằng họ vẫn không thể kiểm soát được tia sét từ trên cao. Johnny Negroponte, người từng là giám đốc tình báo quốc gia của ông Bush, nói vậy. Tác giả Dũng Mai, với một số chi tiết tham khảo từ các báo.